Đây nhá, bún mẹt nhá, đây là bún mẹt 29K nhá, đây, bún mẹt bấm ngâm đây, quán 245, điểm tâm sáng, đây, đậu bún mẹt đây, đấy, thấy chưa, đấy, đi chơi xong cho ông bà vào đây. Nhớ, nào, ông bà vô đi nào. Đây, bún đậu nhá, đây là bún mẹt nhá, đây. Ông bà vô đi, vô đi. Đây, tôi đang chào hai bà tôi, nhưng mà chào thì để có hào nhá. Rồi. Không có hào thì đừng có chào. Rồi, chúc sức khỏe nào, vô nào. 1, 2, 3. Vô, 2, 3. Vô, đấy. Đây, bún mẹt rất là ngon nhá. Muốn chào thì phải có hào, mà không có hào thì đừng có chào. Rồi, ok, ok. Đây, 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 bún mẹt này, đấy, ngon chưa. Ông bà Khánh về đây nè, ngon chưa? Đấy. 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 Mời bà ăn nhá. Rồi mời. Mời rồi xin mời nhá ông bà nhá. Xin mời mọi người. Bún mẹt này là nổi tiếng Nghệ An nhá. Thứ nhất là vừa nhà sạch sẽ, thoáng mát. Lại thứ hai là mỗi người một mẹt ăn riêng, không có ai ăn chung ai cả. Mẹt này như dân tộc cũng nhỉ, như lên lên dân tộc ăn toàn bằng mẹt.